Xin chào cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn một món mới, đó là chả giò khoai môn. Và món chả giò khoai môn này được làm với công thức rất là đặc biệt. Bảo đảm món chả giò khai vị này các bạn có thể giữ được rất lâu và chả giò thì rất là giòn. Mình sẽ bẻ thử một cuốn chả giò cho các bạn xem. Chả giò mình mới làm xong, giòn và rất là ngon. Khi mình bẻ ra như thế này, các bạn có thể nghe được tiếng giòn tan của cuốn chả giò. Các bạn thấy không, màu sắc và vỏ của bánh tráng rất là đẹp. Và khi mình bóp vào thì nó giòn rầm rập, nghe rất là đã tai. Thì bây giờ mình chấm vào một chút xíu nước mắm nè. Giòn, ngon lắm các bạn à. Và công thức làm nước mắm thì rất là đơn giản nha. Chỉ cần 2 muỗng canh nước nóng, 1 muỗng cà phê nhỏ nước mắm, 1 muỗng canh đường và 5 giọt chanh. Vậy là chúng ta đã có món nước mắm chấm với lại chả giò rồi. Và bây giờ chúng ta hãy cùng vào bếp và thực hiện nhé. Giống như phần mô tả ở đoạn trước, mình có để là 600g thịt. Thì chúng ta dùng hết tất cả những nguyên liệu như rau củ quả thì tổng cộng khoảng 400g. 600g với 400g tất cả là 1kg. Thì trong công thức này chúng ta sẽ dễ nhớ hơn. Và bây giờ mình sẽ thực hiện những thao tác là sắc nhỏ những rau củ quả này để khi chúng ta trộn thì nó dễ dàng hơn.
Trong phần này, mình sẽ bỏ muối và muối sẽ làm cho rau cải của chúng ta ra thật nhiều nước nha. Sau đó, mình sẽ bắt một chảo dầu nóng và đem tất cả những nguyên liệu như hành sắc nhuyễn và củ hành tím, tỏi và hành lá chúng ta xào sơ qua để tạo mùi cho nhân chả giò. Trước tiên thì mình sẽ chiên trứng. Trứng chiên tạo thêm mùi thơm cho nhân của chả giò. Thay vì dùng trứng loãng thì mình rút ra kinh nghiệm là trứng chiên. Trứng chiên sẽ giữ cho nhân chả giò của chúng ta giòn cả ngày mà không bị ra nước nha. Tiếp theo đó là mình sẽ phi hành. Hành phi giúp cho nhân của chả giò được thơm hơn khi chúng ta chiên. Nhưng các bạn lưu ý rằng hành chúng ta phi, chúng ta không cần phải để vàng. Chúng ta chỉ cần xào sơ qua để tạo mùi hương. Như vậy là làm cho món chả giò của chúng ta càng thơm ngon hơn. Xào được một lúc thì chúng ta bắt đầu cho thêm tỏi vào, vì tỏi sẽ giúp cho chúng ta khử đi mùi tanh của thịt heo và làm tăng thêm mùi hương nhẹ nhẹ trong món nhân chả giò. Và sau đó là mình bỏ hành lá, vì hành lá chín rất là nhanh nha. Và bây giờ chúng ta lại cho một chút xíu dầu và xào khoai môn. Lưu ý là chúng ta phải xào khoai môn trong phần công thức này, vì khi chúng ta xào khoai môn thì mùi thơm của khoai nó sẽ bốc lên và làm cho nhân của chúng ta lại càng đậm đà hơn. Và sau đó mình lại cho một chút xíu muối, chỉ một chút xíu thôi, để cho khoai môn chúng ta nó lại có vị ngọt ngọt của khoai và hơi hơi mặn mặn của muối. Món chả giò khoai môn thì chúng ta cần phải xào khoai môn như thế này để khi chúng ta trộn nhân lại thì khi chúng ta đem chiên cuốn chả giò thì chắc chắn bên trong phần thịt và nhân khoai môn của chúng ta cũng được chín đều. Tiếp theo đó là mình sẽ vắt nước của rau củ quả. Và các bạn biết không, bắp cải và cà rốt của chúng ta bây giờ đã ra được rất là nhiều nước sau 15 phút chúng ta đã ướp với muối. Thì bây giờ các bạn nhìn thấy là mình vắt ra rất là nhiều nước ở đây. Chỉ một công thức nhỏ nhỏ mà mình đã rút ra được rất là nhiều kinh nghiệm trong những lần làm chả giò trước. Các bạn nhìn thật kỹ là mình vắt ra được rất là nhiều nước nha. Đây là cả một chén nước của mình đó. Nếu mà chúng ta cứ để nước này vào trong nhân chả giò thì món chả giò của chúng ta chắc chắn là sẽ không giòn được lâu đâu nha. Còn trứng chiên thì chúng ta chỉ cần sắc hạt lựu nho nhỏ như thế này. Và chút nữa chúng ta sẽ trộn chung với lại nhân thịt chả giò nha. Và bây giờ mình bắt đầu sẽ trộn tất cả những nguyên liệu lại. Thịt hôm nay mình mua rất là tươi và ngon nha. Thịt này thì không có quá nhiều mỡ, nhưng thịt thì cũng đừng có quá là nạc, tại vì nhân chả giò chúng ta sẽ bị khô. Nhiều thịt vừa mỡ thì nó mới ngon. Bây giờ chúng ta cứ trộn hết tất cả lại nè. Đổ hết vào trong cái thau để cho chúng ta dễ trộn hơn. Còn về phần nguyên liệu gia vị nêm nếm thì như phần mô tả ở đằng trước mình đã hướng dẫn với các bạn. Thì bây giờ mình cũng để một cái link để cho các bạn nhìn là chúng ta cần phải bỏ những nguyên liệu gì cho dễ nhớ nha. Đây là muối nè. Mình chỉ cho một ít muối thôi, không cần phải nhiều lắm. Tiếp theo đó là mình cho một muỗng cà phê bột nêm súp gà.
Nếu gia đình bạn nào thích dùng bột ngọt thì mình có thể bỏ một chút xíu. Nhưng món chả giò hôm nay thì mình cũng dùng một chút xíu bột ngọt để làm tăng thêm vị ngon của món nhân chả giò nha. Còn về phần đường thì nhà mình dùng đường nâu. À, đường này cũng không ngọt lắm, nhưng phần này các bạn cần phải dùng một muỗng canh vung. Từ món chả giò của chúng ta cần phải có vị ngọt ngọt thì nó mới ngon. Và mình sẽ cho tiếp là 2 muỗng canh dầu hào. Dầu hào thì đã có vị nêm sẵn rồi. Trong dầu hào thì có vị mặn mặn, ngọt ngọt. Nó cũng rất là vừa ăn, nhưng tùy theo số lượng dầu hào mà chúng ta nêm. Giống như trong phần làm chả giò này, mình dùng tới 1 ký cả nguyên liệu thịt và rau cải, thì mình sẽ dùng 2 muỗng canh dầu hào. Và bây giờ là rượu để nấu ăn. Thì rượu nấu ăn nó sẽ khử đi mùi tanh của thịt heo và nó làm tăng thêm độ ngon miệng của món ăn. Và tiếp đó nữa là dầu mè. Dầu mè thì mình cũng không thích dùng nhiều, tại vì mình muốn giữ mùi hương của rau cải, cho nên mình chỉ cho chút xíu dầu mè thôi nha. Và tiếp theo đó mình sẽ cho khoảng 1 muỗng canh tiêu. Thì tiêu sẽ làm cho mùi của chả giò thơm hơn và không có vị ngán khi chúng ta ăn. Bây giờ thì mình trộn nhân. Khi mình trộn nhân cho nó đều lại thì mình thấy nó rất là mịn và không có bị chảy nước. Nhưng chả giò chúng ta phải làm như vậy thì khi chúng ta chiên, cuốn chả giò của chúng ta sẽ giòn được rất lâu và mùi thì rất là thơm. Mỗi lần mình làm chả giò và sắc hạt lựu trứng như thế này thì con gái mình rất là thích ăn. Khi bé bẻ những cuốn chả giò ra thì nó cắn vào, nó thấy ồ có trứng chiên nữa à. Vậy là món chả giò của mình trở thành món chả giò khoai môn rất là đặc biệt với bé. Còn bây giờ là mình giới thiệu với các bạn, đây là hiệu bánh tráng cuốn chả giò mà nhà mình rất là thích. Hiệu này thì bánh tráng khi chúng ta chiên sẽ không có bị bể, và chắc chắn rằng bánh tráng của chúng ta cuốn rất là dẻo. Bánh tráng thì có 2 mặt, một mặt láng và một mặt sần sùi. Mặt sần sùi thì chúng ta để dành cuốn ở bên trong, còn mặt láng thì chúng ta Và gia để ở đình bên mình ngoài. cuốn chả giò thì mình sẽ làm như thế này. Và khi chúng ta bỏ nhân lên, chúng ta cuốn. Thì khi chúng ta chiên á, cái mặt của chả giò nó sẽ không có bị bể cái phần thịt ra. Đó, mình chỉ cần dùng 1 muỗng canh như thế này, mình bỏ phần nhân lên. Và chúng ta chia đều ra trên cái miếng bánh tráng cuốn chả giò hình tam giác, chỉ là như vậy thôi. Rồi bắt đầu chúng ta sẽ phô ở đầu phía bên tay phải, gấp vào giống như là một phong bì thư, và bên đây cũng vậy. Thì các bạn thấy không, nó có hình của một cái shape giống như là một cái lá thơ vậy đó. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cuốn. Thì tay của chúng ta sẽ giữ như thế này, 2 ngón cái thì ở đây và 3 ngón ở trên, thì chúng ta phải giữ cho 2 bên cánh của miếng bánh tráng nó không có di chuyển. Và chúng ta bắt đầu cuốn. Và chúng ta bắt đầu lăn dần dần lên phần phía trên. Còn cái phần nhọn ở đây thì chúng ta chỉ cần chét một chút xíu lòng trắng trứng. Vậy là mình đã xong một cuốn chả giò. Nhà mình thì cũng thường hay làm chả giò và mình cũng thường hay cuốn. À, cả nhà mình 3 người ai cũng ngồi cuốn,
Nhưng cuốn với kiểu này thì ai cũng làm được hết. Nó rất dễ và đơn giản. Nhưng chiên thì lại không bị bể nha. Nó rất là hay. Và mình sẽ thao tác lại thêm một lần nữa thật chậm để cho các bạn coi cách cuốn chả Và giò khi của gia chúng đình mình ta nha. cuốn nhân chả giò thì chúng ta không cần phải siết cho nó quá chặt. Tại vì khi chúng ta siết bánh tráng cuốn vào nhân nó quá chặt thì khi nó gặp nhiệt độ nóng nó sẽ nở ra thì bánh tráng chúng ta nó sẽ bị bể nha. Đó, bây giờ chúng ta lại phô một góc này vào. Các bạn thấy không? Khi mình phô thì mình sẽ giữ cho nó có một cái đường thẳng. Rồi, bên đây nó cũng vậy luôn. Khi mình phô lại, đó, thì nó sẽ ra hình của một cái phong bì thư. Rồi, vậy là chúng ta cứ cuốn vào thôi. Sau khi mình đã thao tác cuốn chả giò với các bạn xong, bây giờ mình sẽ tăng tốc độ lên để cuốn chả giò cho thật lẹ và xong cho thật nhanh. Sau đó mình còn đem chả giò đi chiên để show với các bạn là chả giò của mình giòn như thế nào nha. Giờ là mình đã cuốn xong được rất là nhiều cuốn chả giò, nhưng mà mình chỉ mới có cuốn xong phân nửa thao nhân thôi. Bây giờ thì mình bắt đầu mình bỏ những cuốn chả giò này á vô trong một cái bát như thế này. Và các bạn khi các bạn bỏ những cuốn chả giò vô trong một cái bát như thế này á thì chúng ta sẽ để vô trong tủ đông và nó sẽ làm cho những cuốn chả giò này của chúng ta giữ được rất là lâu. Nhưng mà theo như mình nghĩ á, thì khi các bạn bỏ những cuốn chả giò này vô tủ đông thì nó sẽ tạo ra hơi nước, nó sẽ làm cho những cuốn chả giò của chúng ta lúc mà chúng ta lấy ra chiên á, nó sẽ bị nở cái phần bánh tráng ở bên ngoài, nó sẽ đóng những hạt nước nhỏ nhỏ ở bên ngoài cái vỏ bánh, thì như vậy á, chúng ta chiên á, nó sẽ bị bể ra, nó sẽ không có ngon. Sau khi mà mình chất hết tất cả những cái chả giò thành một hàng như thế này rồi, chúng ta lại chất thêm hàng thứ hai đó cho nó vừa với lại cái bịch như thế này. Thì ở nhà mình á, mình lại lót một tờ giấy napkin vào bên trong cái bịch của chả giò. Tại vì khi mà chúng ta lót một tờ giấy vào bên trong thì giấy nó sẽ giúp cho chúng ta là hút hết những hơi ẩm ở trong tủ lạnh. Khi mà chúng ta bỏ vào á thì nó sẽ làm cho cuốn chả giò của chúng ta được khô và không có bị ướt ha. Đó, chúng ta sẽ đè nó xuống như thế này nhưng đừng đè quá mạnh. Đó, chúng ta chỉ lấy hết những cái phần không khí ở bên trong cái bịch ra và chúng ta zip nó lại như thế này ha. Chúng ta làm kín nó lại như thế này. Rồi, mình đi bỏ vào trong cái tủ lạnh. Rồi ở bên góc phần này ở trên cái bịch thì chúng ta có thể ghi ngày tháng mà chúng ta đã làm những cuốn chả giò này, để khi chúng ta lấy ra chiên chúng ta có thể biết được là chả giò này mình đã làm từ tháng nào. Nhưng mà thường á, là chả giò nhà mình làm á, mình ăn rất là nhanh, tại vì con gái mình nó rất là hảo cái món này, thì khoảng chừng 3 tuần là nhà mình đã ăn hết rồi. Bây giờ thì chúng ta cho một cái chảo và nhiễu 3 giọt chanh vào trong chảo dầu và khuấy đều trước khi dầu nóng nha. Các bạn có biết không, chanh có tác dụng làm cho cuốn chả giò của chúng ta giữ được màu vàng, giòn và trông rất ngon. Và chanh còn giúp cho cái lượng dầu ở trong chảo nóng không bị văng tung tóe ra khi chúng ta chiên nữa đó. Chiên chả giò chúng ta chỉ cần giữ nhiệt độ của dầu khoảng ở mức trung bình, vì nhân của chả giò chúng ta vừa lấy từ trong tủ đông ra thì trong nhân vẫn còn hơi lạnh và chúng ta phải chiên với nhiệt độ lửa khoảng là bình thường. Và chúng ta phải canh khoảng 2 đến 3 phút thì chúng ta phải trở
cuốn chả giò. Và phải làm thao tác này từ 5 đến 10 phút thì chúng ta chiên xong món chả giò nha. Wow, bây giờ đang chiên mà mùi của chả giò bốc lên rất là thơm và màu thì nhìn rất là đẹp mắt. Chút nữa khi mình rắp ra các bạn sẽ nhìn thấy cuốn chả giò của mình vàng, giòn và rất là ngon. Bây giờ thì mình nghĩ là chả giò của mình đã được rồi. Và mình sẽ gấp ra một cái tô và lót một miếng giấy ở đáy tô. Cuốn chả giò thì chúng ta để cho nó thẳng đứng để cho dầu nó trút ngược xuống. Để khi chúng ta ăn thì món chả giò nó không có bị quá là nhiều dầu. Wow! Vàng, giòn, thơm và khói còn đang bốc nghi ngút đây. Món chả giò của mình vừa chiên xong nhìn hấp dẫn quá. Và đây là món chả giò của mình vừa làm xong. Mình hy vọng các bạn cũng thực hiện được món chả giò của mình nha. Cảm ơn các bạn đã coi video clip của mình. Nhấm nhấm nhấm. Bye!